À, hiện tại thì em đang lên xe nha chị. Bây giờ thì cũng à, gần bốn giờ phi rồi. Bây giờ thì em đang lên xe, em giao cái bò mẹ con cái xin và một con mà được rách man nữa nha chị. Bữa nay thì em giao về miền Tây à, Cà Mau nha chị. Bữa nay em về Nguyện Đầm Dơi của tỉnh Cà Mau. Đó một quãng đường rất là xa, tầm khoảng là tám mấy cây nha chị. Đó, rất là xa nha. Tại vì đi một quãng đường xa như vậy thì tầm khoảng là hơn 7 tiếng mới tới nha anh chị nên là bây giờ thì em cũng tranh thủ và em lên xe và em giao sớm cho anh luôn nha chị chứ mình giao ban ngày thì sẽ không kịp nhau chúng chị đó tại vì quãng đường xa rồi đi rồi về anh chị tầm khoảng là 14 tiếng nha, rất là xa nha anh chị đó thì em cũng cảm ơn thì cô chú anh chị mình cần xa đã ủng hộ qua kênh kem rất là nhiều bò rồi và bây giờ em sẽ nhờ bên cài xế của em ha là sẽ lên xe và chất bò giao cho anh luôn nha cô chú anh chị em chào cô chú anh chị mình luôn nha Hello, xin chào các chú chị mình ha. Thì để tiếp tục cái chương trình của em vào buổi chiều hôm nay, thì em sẽ lên sóng và báo giá cho anh chị mình chính là một đôi bò cải chữa ba b nha chị. Đây là con bò đầu tiên nha. Bò này thì sẽ thích nghiêm chỉnh nha, Xe mặt sẽ lưng, hoa đen lớn nha chị. Con bò này thì dàn đúng có nè, bốn nhú điều, chân trước nè chị, chân sau nha, Bò này thì theo quan sát kiểm tra của em thì bốn dàn chân trước sau nó thì tất cả là nghiêm chỉnh còn hoàn thiện Cũng như là không bú dò, bú cẳng cũng không áp xe chỗ nào hết nha gì. Và bốn dàn chân nó là chân móng sò nha. Con bò này thì nó rất là quyền bò nha chú anh gì. Cái màu đỏ mặt nha gì rất là đậm bò ha. Và nó cũng không có lan giá chỗ nào hết nhau giống gì. Cái con bò này thì nó là mẫu bom bay lùng nha cô anh gì. Chiều cao thì em đo ngay sẽ lưng nha gì. Thì nó cao là 1m21 cho đến là 1m22 bò ha con bò này á, thì anh chủ nhà có nói với em thì nó đã đẻ được hai con rồi và hiện tại nó đang con bầu lại là nước ba nha gì hiện tại thì nó đang chữa là bò ba bê nha gì gần 7 tháng bò ha và con bò này em bán về cho anh chị mình cần xa nha tiệm bao chữa bao khám và bao lồi lú cho anh chị mình tới đẻ mới thôi nha cô chú anh chị về nhà anh chị mình muốn khám lại lúc nào cũng được ha em bao khám bao chữa thì cô chú anh chị mình yên tâm nha và con bò cái chữa đầu tiên này á, thì anh chủ nhà muốn ra đi với mức giá là 23 triệu nha chúng chị. 23 triệu cho cái con bò cái chữa bơm bay lùng đầu tiên này ha. Thì cô chú chị mình gần xa và đen cảm thấy thích cái con bò này. Mình cảm thấy dân ý thì anh chị mình cứ nhắc máy gọi ngay cho em để mình chốt ngay cái con bò đầu tiên này nha anh chị. Em nhắc lại cho anh chị ha là con bò này đen con màu lại là lứa ba đen chữ là bò ba bê nha anh chị. Bao chữa bao đẻ ba bê cho anh chị luôn nha. 23 triệu nha cô chú chị cho bây giờ em sẽ sang máy qua con bò cái chữa số 2 nha con bò này thì sáng mặt kim chỉnh còn sẽ lưng nó thì hơi nhất lại gần gu tí nha đúng chị. hang đòn dài mong đích hoàn thiện ngò đen nha bò này thì bốn vàng chân nó chị mình cũng thấy rồi ha xương sóc lớn nha cô chú chị chân móng sò nha rúng nó rúng chèn yếm đầy đủ nha chị cái con bò này thì nó chỉ có cái là sẽ lưng nó nha chị là nó hơi nhích lại gần gu tí thôi nha đó À, con bò này thì em đo ngay giữa lưng của nó thì nó cao là 1 m hai bò nha anh chị Lớn bò ha, lớn xét nha anh chị, có khung tàn nha Con bò này thì hiện tại chủ nhà nói với em thì để được hai con rồi Và hiện tại thì nó cũng đang chữa là ba bê nha anh chị Nó chữa gần 5 tháng bò ha Và con bò này em bán về cho anh chị mình cũng như là em bao chữa, bao khám và bao lòi lũ cho anh chị mình chữa đẹp mới thôi ha Bao nghiêm chỉnh và không chặt lỗi nha anh chị Con bò này thì lông da đổ mặt nha anh chị đó bò này thêm kiểm tra thì nó cũng học có giá chỗ nào ha. Đó hoàn toàn nghiêm chỉnh nha anh chị. Bốn dàn chân nó thì có kiền khú đen nhẹ nha anh chị. Đó. Thì con bò này thì anh chủ nhà muốn ra đi mức giá là 24 triệu 500 ngàn nha anh chị. 24 triệu 500 ha. Thì nếu như mà anh chị mua hết luôn cái đầu bò này thì anh chủ nhà bán mức giá là 47 triệu ha và anh sẽ bao xe cho anh chị mình trong phạm vi là củ chi tây ninh bình dương long an nước ngoài nước ngoại như vậy đồng nai khu vực gần ha anh sẽ bao xe khu vực gần cho cô chú chị mình gần xa nha đó em xin cập nhật lại giá hai con bò chữa này con đầu là 23 triệu con số 2 này thì 24 năm nếu như mà anh chị mua hết luôn hai con bò này với mức giá là 47 triệu ha thì anh sẽ bao xe khu vực gần cho anh chị là trong phạm vi là 50 cây đến 70 cây đủ về thôi nhau chúng chị rồi em mong thì cô chú anh chị mình đang ưng ý một trong hai con bò này và mình muốn sở hữu hết luôn hai con bò này. Anh chị mình cứ nhanh tay và gọi ngay cho em ha. Bò này em bán về cho anh chị là nói chung là em bao giữa bao khám và bao rồi lũ nha anh chị. Anh chị mình mua bò qua kênh các em sẽ được bảo hành cho anh chị mình tứ đẻ mới thôi ha. Đó. Và thôi video này em cũng xin kết thúc và tạm dừng cái clip của em vào buổi chiều hôm nay ha. Anh chị đừng quên nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ em tiếp tục ra những video mới nha anh chị.